Vâng, hello. Hôm nay Lung nghiệp Tân Yên em xin chào toàn thể anh em nhé. Thế thì là ngoài cái việc mà em nuôi gà, nuôi chó, nuôi mèo thì em còn nuôi thêm chim bồ câu. Thế thì để nói về cái thằng chim bồ câu ấy thì là em bây giờ mới gọi là đang trên cái đà học hỏi để nuôi. Thì hôm nay em cũng có cái thí nghiệm, đó là em nuôi 8 đôi chim bồ câu, nhưng mà em nuôi với cái tỷ lệ thả rông, tức là thả thả tập thể này, nhưng mà em nuôi con mái nhiều hơn con trống. Thì hôm nay bắt đầu là nó đẻ thì cũng có vào 8 đôi thì nó bay mất một đôi rồi, thì giờ có một con lon của nó vừa mới lớn lên và bầy bố mẹ đây. Như hôm nay là nó cũng đã sinh nở, nó đang đẻ đây này anh em ơi. Đây là một tổ này, đấy hai tổ, tổ này thì nó còn đẻ vào 4 quả, tức là hai đôi nó đẻ vào đây này, hay là một con nó đẻ thì không không rõ, nhưng mà thấy nó có một con ấp ở đây thôi. Ở đây là đôi thứ ba này, đây là đôi thứ tư này, đôi này thì bị ung hỏng mất rồi. Đây đúng rồi, đôi này bị ung hỏng mất anh em ạ. Đấy, đôi thứ năm. Còn đây là đôi thứ sáu, thì đôi này là đang nuôi con. Nở ra được có một con đây. Con này là con chim trắng này. Đây, và đôi thứ bảy nữa này. Đây. Còn đây nữa này anh em ạ. Đây cũng một đôi nữa. Thế cũng là đang đôi này thì cũng là đang vào ấp rồi. Mà trên này thì đúng ra vừa rồi em thấy có một số anh em truyền cho cái kinh nghiệm, đó là mình làm dàn này, thì là treo để làm tổ cho nó, thì nó sẽ ấp, tỷ lệ ấp của nó lở sẽ tốt hơn là mình để cho nó làm dưới đất. Nhưng mà mình thì chưa có kinh nghiệm nên là mình cũng thôi cứ thả ở đây thử xem là nó tình hình nó ấp lở dưới đất này ra làm sao. Nhưng mà thấy có một số là hiện tượng là nó đã bị ung mất rồi, và như cái đôi đang nuôi con thì anh em kìa, là nó cũng có 2 quả nhưng mà cũng hiện tượng là bị ung mất 1 quả. Thì nó rất hay ung, nó không bị không không lở giật lở đều như là ở trên kia. Thế thì với cái nuôi này thì em thử nuôi về cái coi như là em cho bố lai mẹ ta, thì em thấy cái tỷ lệ của nó đẻ cũng khá là nhiều mà nó đẻ sai, nhưng mà mình lại chưa chưa thấy cái tỷ lệ ấp của nó là lở ra thành công. Mà với cái thể loại là bây giờ nữa thì em muốn ở đây nó có 4 quả trứng này, thì tức là để cho nó thử nó ấp xem là nó có thành công không, mà nó có lở được không, hay là để xem thế nào. Thì cũng đang muốn là mình để cho nó ấp lở. Với các anh em mà nuôi chim nhiều, hay là với các anh em theo dõi kênh của em ấy, thì là các anh em có nuôi chim bồ câu ấy, thì là kinh nghiệm của các anh em thế nào, thì em thì với em thì bây giờ em đang trên cái đà học hỏi để nuôi bồ câu. Đây này, con này giờ nó ăn xong rồi nó đi vào nó ấp này anh em này. Đấy. Còn lại đây thì nó vẫn ăn. Mà thấy là cái chi phí mà cái ăn của nó thì nó cũng không tốn kém lắm anh em ạ. Nếu mà mỗi một ngày thì nó chỉ ăn vào lửa cái bát tô này thóc thôi. Đây, như em đổ ở đây thì nó ăn từ sáng đến tối là hết. Đấy, là bắt đầu mới vừa hay hết. Nước uống thì mình vẫn cứ cho nước uống ở đây. Thì em thấy là nuôi cái bồ câu này cũng khá thú vị và cũng hay. Như vừa rồi thì em cũng có lấy lưới em vây hết ở trên rìa này là để cho nó không ra được ấy. Nhưng mà chuột nó cắn nó vẫn ra được. Nhưng mà em khả năng phải làm lưới B40. Xong rồi mình
làm lỗ để cho nó ra bên ngoài kia, để mình làm nó cho nó ô thoáng để nó ra ngoài anh em ạ. Đây có cái con sô cô la này, nó đi vào, nó ấp cái tổ 4 trứng này, không biết là nó có lở được không. Đẻ thì cũng khá là nhiều đấy, nhưng mà còn lại tỷ lệ thành công lở được hay là không được thì chưa biết được. Ui đây có hang chuột nữa này anh em ơi. Này tình hình này lại phải đi đánh chuột rồi. Đấy. Trời, tự nhiên lại thấy có hang chuột to quá ở giữa tổ chim bồ câu. Không biết sao nó lại cắn chim bồ câu con không? Đấy, nó ăn mặc dù là ăn rất chi nhiều nhưng mà đây này anh em này, lúc nữa nó ăn no xong nó ra uống nước đấy. Mà cái đặc tính của nó lại rất chi là hay, nếu mà trứng mà chớm bị hỏng cái là nó biết đường, nó cắp ra ngoài xong rồi là nó bỏ đi anh em ạ. Thường thường em thấy có một số là nó cắp ra ngoài cửa ấy kìa, là nó bỏ ra ngoài cửa ấy. Nhìn thấy nó ăn khá là thú vị. Nếu mà để nhà lông thì nói chứ mấy anh em là chăn mỗi thứ một tí, gọi là hỗ trợ được cho cái tiền điện, còn mục đích chính kinh doanh chính của em thì vẫn muốn là mình nuôi gà, và nếu mà mới lại nuôi thêm chó. Thế còn cái chim bồ câu này, nếu mà mình học hỏi được kinh nghiệm và sau mình có kinh nghiệm rồi thì mình lúc ấy mới mở mang thêm ra, là mình sẽ nuôi triển khai nó thả bầy tập thể, hoặc là mình cho nó vào trong chuồng, tức là nuôi 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 bồ câu lồng đấy anh em ạ. Chứ mình bây giờ chưa có kinh nghiệm thì mình chưa dám đầu tư vào nhiều, bởi vì là nó cũng khá là nhiều vốn và nó cũng đòi hỏi cái kỹ thuật nó cũng khá là cao. Kia có đôi kia, nó con kia nó cũng ấp vào đất kia, giờ nó cũng ra nó ấp rồi kìa. Đấy cứ làm luôn, nó ấp hiện tại đấy luôn. Như vừa rồi em cũng có đi tham khảo một chỗ anh em ấy, thì là anh em cũng đang nuôi chim gáy Nhật, gáy Nhật hay gáy ta gì đấy thì em cũng chẳng rõ, nhưng mà nói chung đại loại là cu gáy. Em thấy các anh em nuôi nó cũng khá là nhiều, mà anh em hầu như là toàn nuôi lồng, mà nuôi cũng như là cái dạng chim bồ câu ấy. Nhưng mà em thấy cũng khá là hay, thì cũng có khả năng là mình tham khảo để mình cũng xem xét theo là mình có lên vào cu gáy hay là mình lên nuôi bồ câu. Thì một trong hai mình đang phân vân và đang không biết là nên nuôi cái gì. Mà lên cho nó ăn như thế này thì nó cũng khá là gan anh em ạ. Cứ ăn no xong rồi nó lại đi vào nó ấp luôn đây này. Đấy. Nhìn chú chim non này. Thế thì anh em nào yêu quý kênh thì cho em xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho em. Và hôm nay thì cái video chim bồ câu của em thì đến đây khả năng cũng là kết thúc, và cũng xin tạm dừng ở đây. Mình cũng xin chúc cho toàn thể anh em coi như là chăn nuôi luôn luôn được thuận lợi, và coi như là vào được đúng cái thời điểm và đúng cái lúc mà mình muốn vào.
Thì cũng cảm ơn đến anh em rất chi là nhiều. Thì cũng chúc cho anh em còn luôn luôn là có cái sức khỏe và coi như là đạt được những cái mốc mà tốt trong cuộc sống. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau.